Sau 9 năm ở ẩn, cuộc sống hiện tại của người mẫu Trang Nhung ra sao? Vắng bóng khỏi làng giải trí nhiều năm, cuộc sống của Trang Nhung cũng có nhiều thay đổi. Người đẹp dành phần lớn thời gian cho chồng con, nuôi dạy và chăm sóc các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà. Trước khi bước chân vào showbiz, Trang Nhung từng là tiếp viên hàng không. Sau khi đoạt giải Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, Trang Nhung dấn thân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp. Năm 2006, Trang Nhung lọt top 15 siêu mẫu thế giới. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả từ sàn catwalk đến phim ảnh. Cô từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Hạnh phúc mong manh, Ký túc xá, Tuổi yêu, Kính thưa Oisin, Ngày mai ánh sáng Scandal 2, Hào quang trở lại. Không chỉ được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, Trang Nhung còn lấn sân sang cả vai trò ca sĩ khi ra một loạt các album như Chuyện lạ với dòng sông, Mồi hôn, Còn mãi xuân. Sau thành công của phim Scandal 2, Hào quang trở lại vào năm 2014, Trang Nhung bất ngờ tuyên bố đang mang thai con đầu lòng với nhà sản xuất Hoàng Duy và quyết định lui về hậu trường. Năm 2016, sau khi sinh con gái đầu lòng, cặp đôi làm đám cưới. Từ đó đến nay, cô gần như ở ẩn, vắng bóng khỏi làng giải trí nhiều năm, cuộc sống của Trang Nhung cũng có nhiều thay đổi. Người đẹp dành phần lớn thời gian cho chồng con, nuôi dạy và chăm sóc hai con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà. Bên cạnh đó, Trang Nhung cũng hỗ trợ chồng làm phim. Là người phụ nữ của gia đình nhưng cũng tài năng, tháo vát nên Trang Nhung còn làm cả kinh doanh thời trang, ẩm thực. Suốt 9 năm lui về hậu trường, Trang Nhung vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim, game show, nhưng do bận rộn công việc gia đình, kinh doanh nên người đẹp từ chối. Trang Nhung chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian này. Bởi tất cả những công việc đó đều đem lại cho cô những niềm vui khác nhau. Thậm chí nữ diễn viên còn không có ý định quay lại showbiz vì muốn toàn tâm toàn ý dành cho gia đình. Mãi tới gần đây, Trang Nhung bất ngờ tiết lộ cô sẽ trở lại với điện ảnh qua một vai diễn trong quý cô thừa kế phần 2 do chính chồng của cô sản xuất. Lý do nữ diễn viên đưa ra là thời điểm này các con đã lớn, công việc kinh doanh ổn định và đây là một vai diễn phù hợp được đo ni đóng giày cho vóc dáng. Tính cách của Trang Nhung nên cô đồng ý quay lại showbiz. Cuộc sống hôn nhân của Trang Nhung gần chục năm qua rất hạnh phúc. Từ lúc quen đến lúc cưới, cuộc sống của vợ chồng cô đã riêng biệt nên quan hệ mẹ chồng, nàng dâu rất thoải mái. Nữ diễn viên cho biết, mẹ chồng cũng là người có quan điểm hiện đại, tâm lý và yêu thương con cháu. Nữ diễn viên từng chia sẻ, vì vợ chồng làm việc chung nên cả hai rất thấu hiểu đặc thù nghề này và luôn tôn trọng ý kiến của nhau, ít khi giận dỗi, mâu thuẫn. Ngay cả khi xảy ra tranh cãi, xích mích thì đôi bên cũng điềm tĩnh và bằng thái độ nhẹ nhàng, không gay gắt để thuyết phục đối phương.